kênh Thời sự và Giải trí xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nước Đức đã kiềm chế đại dịch Covid-19 ra sao? Nguồn tin từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Giàu như nước Đức làm chủ khoa học công nghệ như nước Đức, nhưng họ tỏ ra khiêm tốn, không đánh giá thành công của họ trong việc phòng chống Covid-19. Nhưng bài học mà ai cũng muốn học Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Liên bang Đức, Jens Spahn, 41 tuổi, nhìn lại cách tiếp cận của Đức với đại dịch, từ hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tới công nghệ. Những lý do giúp Đức xử lý đại dịch Covid-19 mà ông bộ trưởng khiêm tốn nói là tương đối thành công cho tới nay. Đó, theo ông, cũng là một bài học có thể rút ra về cam kết xây dựng lòng tin của người dân. Nước Đức thường được nhắc tới như một ví dụ tích cực về cách xử lý đại dịch Covid-19, chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn sự quá tải của hệ thống y tế. Đường cong biểu thị số ca nhiễm đang phẳng ra, tỷ lệ ca nhiễm nặng và ca tử vong ở Đức thấp hơn nhiều quốc gia khác. Nhưng điều đó khiến chúng tôi khiêm tốn thay vì tự tin quá đáng. Theo tôi, có 3 lý do khiến cho Đức đến nay xử lý đại dịch này tương đối tốt. Thứ nhất, đó là hệ thống chăm sóc sức khỏe vững vàng của Đức trước khi bước vào đại dịch, mỗi người dân đều được tiếp cận sự chăm sóc y tế đầy đủ. Đó là một thành tích không chỉ của chính phủ hiện tại mà của một hệ thống đã được xây dựng qua nhiều đời chính phủ. Với một mạng lưới tuyệt vời các bác sĩ tổng quát sẵn sàng chữa trị cho những ca COVID-19 nhẹ, các bệnh viện có thể tập trung chữa trị những ca nặng hơn. Thứ hai, Đức không phải là nước đầu tiên bị virus tấn công, do đó có thời gian để chuẩn bị. Trong khi chúng tôi luôn luôn giữ sẵn sàng một số lượng tương đối lớn giường bệnh viện, nhất là các đơn vị chăm sóc đặc biệt ICU. Ngay từ đầu, chúng tôi vẫn luôn coi COVID-19 là mối đe dọa nghiêm trọng. Theo đó, năng lực ICU của đất nước đã nhanh chóng tăng từ 12.000 giường lên đến 40.000 giường. Thứ ba, Đức có nhiều phòng thí nghiệm có năng lực xét nghiệm virus và có nhiều nhà nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực này. Điều này giải thích vì sao mà xét nghiệm nhanh đầu tiên đối với COVID-19 đã được phát triển tại đây. Với dân số 83 triệu người, chúng tôi đã có thể thực hiện 1 triệu xét nghiệm mỗi ngày và chẳng bao lâu nữa sẽ có khả năng thực hiện 5 triệu xét nghiệm kháng thể mỗi tháng. Xét nghiệm trên diện rộng cũng giống như là quét ngọn đèn pha vào bóng đêm. Nếu không quét, chỉ thấy một màu xám. Nhưng dưới ánh đèn pha, ta có thể tức khắc thấy rõ ràng mọi chi tiết nói đến bùng phát dịch bạn không thể kiểm soát được những gì bạn không nhìn thấy chắc chắn với tư cách bộ trưởng y tế liên bang tôi thừa nhận rằng chúng ta chỉ đang nhìn những tấm ảnh chụp nhanh từng lúc không ai có thể tự tin và dự báo được đại dịch sẽ phát triển như thế nào trong vài tuần vài tháng tới chúng tôi đã không áp đặt giới nghiêm trên toàn quốc nhưng chúng tôi đã yêu cầu các công dân tự nguyện ở nhà cũng giống như nhiều nước khác chúng tôi đã phải trải qua những hạn chế nghiêm ngặt trong đời sống công cộng cũng như riêng tư trong 2 tháng. Và từ những gì chúng tôi biết thì cách ứng phó ấy là cần thiết và có hiệu quả. Tuy vậy, không thể bỏ qua những hậu quả của việc phong tỏa. Chính vì vậy, chúng tôi đang từng bước tìm cách quay trở lại trạng thái bình thường. Thách thức đặt ra là việc giảm các biện pháp bảo vệ chống dịch cũng có thể trở thành vấn đề như khi lần đầu áp dụng chúng mặc dù chúng ta đang hoạt động trong những điều kiện hết sức không chắc chắn điều mà chúng ta chắc về những nguy cơ mà một làn sóng dịch thứ hai do đó chúng tôi vẫn cảnh giác chỉ có thời gian mới có thể trả lời những quyết định mà chúng ta đưa ra là đúng hay không do đó tôi rất thận trọng trong việc rút ra những bài học từ đại dịch vào thời điểm này tuy vậy một số điều dường như đã rõ với chúng tôi một điều then chốt là chính phủ thông tin cho người dân không chỉ những gì mình biết và cả những gì mình không biết. Đó là cách duy nhất để xây dựng niềm tin cần thiết nhằm đánh bại con virus giết người trong một xã hội dân chủ. Không một nền dân chủ nào có thể buộc được các công dân của mình thay đổi ứng xử của họ trừ phi phải trả một cái giá khá cao. Khi theo đuổi phản ứng tập thể khó phối hợp thì sự minh bạch, thông tin chính xác hiệu quả hơn nhiều so với việc cưỡng chế ở đức chúng tôi đã thành công trong việc làm chậm lại sự lây lan của virus vì đại đa số công dân muốn hợp tác xuất phát từ ý thức trách nhiệm của họ đối với bản thân mình và người khác nhưng để duy trì sự thành công đó chính phủ phải bổ sung kịp thời thông tin về con virus qua thảo luận công khai cởi mở và về lộ trình hồi phục hai cùng với việc thông tin cho công chúng chính phủ cần cho thấy họ dựa trên các công dân của mình để hiểu tình hình và hiểu cần phải làm gì. Vì họ được thông tin đầy đủ, nên công dân Đức đã hiểu rằng không thể trở lại trạng thái bình thường nếu không tiêm vaccine. Về những thói quen mới hàng ngày, công thức của chúng tôi là càng bình thường càng tốt, cùng với biện pháp bảo vệ cần thiết ở mức tối đa. Về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, chúng tôi phải giải quyết dựa trên bằng chứng và nhấn mạnh đến việc giảm nguy cơ lây nhiễm. Chúng tôi biết rằng giãn cách xã hội là biện pháp bảo vệ hiệu quả nhất. Đứng cách nhau 1,5m sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm. Nếu tuân thủ đúng nguyên tắc vệ sinh cơ bản nữa thì nguy cơ lây nhiễm còn giảm mạnh. Những nguy cơ lây nhiễm cuối cùng có thể được xử lý theo nhiều cách tùy thuộc tình hình. Thứ ba, đại dịch đã cho thấy vì sao một thế giới kết nối lẫn nhau cần phải xử lý khủng hoảng ở quy mô toàn cầu. Đáng buồn là hợp tác đa phương đã trở nên khó khăn hơn trong những năm gần đây, kể cả giữa các đồng minh thân thiết. Giờ thì khi chúng ta đã thấy chúng ta cần nhau hơn đến mức nào thì cuộc khủng hoảng hiện tại vẫn là tiếng gọi thức tỉnh. Không một quốc gia nào có thể một mình giải quyết được đại dịch. Chúng ta cần sự phối hợp quốc tế và nếu những thiết chế còn nhằm phục vụ cho mục đích này không đủ hiệu quả, chúng ta phải cùng nhau cải thiện chúng. Thứ tư, người châu Âu chúng ta phải xem xét lại cách tiếp cận toàn cầu hóa để nhìn nhận rằng việc sản xuất những hàng hóa thiết yếu như thiết bị y tế bên trong Liên Hiệp châu Âu mang tính sống còn. Cần phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng để tránh phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ một quốc gia hay một khu vực. Nhưng tư duy lại toàn cầu hóa không có nghĩa là giảm hợp các quốc tế. Ngược lại, nỗ lực chung của các quốc gia thành viên EU đã đưa tới tiến bộ trong việc phát triển một vaccine khi một phát triển thành công chỉ cần thận trọng và đảm bảo rằng nó được sản xuất bên trong châu âu dù nó có thể được phân phối trên khắp thế giới như phần lớn các cuộc khủng hoảng khủng hoảng này cũng mang lại những cơ hội trong nhiều lĩnh vực nó đã mang lại những gì tốt nhất trong mỗi chúng ta một ý thức mới về cộng đồng sự tự nguyện mạnh mẽ hơn trong việc giúp đỡ người khác tính linh hoạt và sáng tạo mới không nghi ngờ gì nữa Hậu quả của đại dịch trong trung hạn sẽ nặng nề, nhưng mặc cho những khó khăn và bất định phía trước, tôi vẫn lạc quan. Ở nước Đức cũng như những nơi khác, chúng ta đã chứng kiến các nền dân chủ tự do và các công dân của chúng ta có thể làm được những gì. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung nước Đức đã kiềm chế đại dịch Covid-19 như thế nào. Nguồn tin từ diễn đàn kinh tế thế giới, đến đây là kết thúc trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau